trước khi mà cái tin về cái tin niềm tin tiêu dùng được công bố á, của chính thức của tổ chức cái tổ chức Confirm Board á, thì người ta đã nhìn vào cái dữ liệu của cái Chicago này rồi, để người ta làm gì ạ? Để phỏng đoán ra cái dữ liệu của cái Confirm Board. Tại vì hai cái dữ liệu này á, về cơ bản là có cái sự tương quan với nhau rất là chặt, Chỉ có một cái điểm chúng ta cần lưu ý rằng ở đây nó là gì ạ? Cái báo cáo của Chicago này á, thì có vẻ như là nó gọi là như nào nhỉ? Nó không có được thị trường gọi là quan trọng hóa quá là nhiều mà thôi. Tại vì sao? Tại vì là cái dữ liệu của Chicago này á, trong cái quá khứ của nó từng có dính đến một cái bê bối, đó là gì ạ? Trong quá khứ của nó, cái năm 2010 ấy, đó là gì? Nó bị phát hiện ra rằng là gì? Những cái mà đơn vị mà trả phí ấy, tức là mua cái dữ liệu của Chicago này trước ấy, của Đại học Chicago này ấy, thì họ gửi cho trước 3 phút. Và sau 3 phút thì họ mới thực sự công bố lên. Thành ra rằng là người ta không có đánh giá cao về cái tính xác thực này. Nhưng kể từ cái thời điểm đó cho đến bây giờ ấy, thì nó có một cái sự tương quan nhất định đối với lại cái Confirm Board này. Đấy, tại sao cái này lại quan trọng? Thì mọi người nhìn thấy một cái biểu đồ khác nữa. Đây chúng ta lấy cái chỉ số của Chicago này nha, của Chicago PMI, thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng là gì ạ? Có một cái sự tương quan nhất định đối với lại cái ở trên này nó lại không có dữ liệu của Confirm Board, cho nên chúng ta không có add vào đây để mà so sánh được. Trên TradingView cũng không có tìm được cái dữ liệu đó nha. Mọi người có thể gõ cái Summer vào đây mà xem, sẽ không có ra đâu. Nó chỉ ra của cái của Chicago mà thôi. Đây này, đây chính là cái dữ liệu của Chicago mà thôi, chứ chúng ta không có tìm được cái của Confirm Board. Đấy, cho nên là chúng ta không có so sánh được. Nhưng về cơ bản á, thì hai cái đó nó có cái sự tương quan với nhau nhất định nha. Nó có cái sự tương quan với nhau nhất định. Đấy, thì đây là hai cái dữ liệu kinh tế mà chúng ta cũng rất là cần phải quan tâm. Chúng ta nhìn lại một lần nữa nha. Mình chính xác là trên Forex Factory này nó có đấy, chứ không phải là không có cái dữ liệu của Chicago đâu, tại chúng ta lại không nhìn thấy. Rồi tính từ mùng 1 đi, đây là PMI, không phải Consumer Sentiment của UOM cơ. Nó mới là của cái Chicago đó. Ai đây mình không filter hết. À, chọn hết đấy chứ. Consumer Credit, không phải. Đây rồi, nhìn mãi mà cũng không thấy đây này. Mọi người nhìn thấy không ạ? Cái dữ liệu của Đại học Chicago này ấy, thì sao? Nó công bố vào khoảng mùng 10 thôi, khoảng giữa tháng, đúng không ạ? Đấy, khoảng giữa tháng. Và nó công bố làm hai ấn bản. Cái dữ liệu đầu tiên ấy, đó chính là khoảng sau 14 tháng, cứ sau 14 ngày hiệu chỉnh, tức là khoảng giữa tháng thì nó công bố và đến cuối tháng thì nó hiệu chỉnh trở lại. Đúng không? Và chúng ta biết rằng cái của Confluent Board thì cuối tháng mới công bố. Thành ra là khi nhìn vào cái niềm tin tiêu dùng này á, thì người ta có thể nhìn vào cái dữ liệu của cái thằng Chicago này để người ta tiên đoán. Mình lấy ví dụ như là cái Chicago công bố của cái tháng này là 60, cao tốt hơn so với kỳ vọng, đúng không ạ? Mọi người có thể nhìn thấy đây là 66, so với kỳ vọng là bao nhiêu? 65. Con số của kỳ trước là 64,9, đúng không ạ? Đây là của Đại học Chicago nó công bố. Thế thì đến cuối tháng 2, đấy là mùng 10 tháng 2, Chicago nó công bố rồi nha. Đấy, thế thì đến cái thời điểm là bao giờ ạ? Là đến cuối tháng 2 là 28 tháng 2 bắt đầu thì của cái thằng này mới công bố này. Đấy. Cái kỳ này, cái tháng này ấy, thì lại có cái sự ngược nhau. Chúng ta nhận thấy rằng là gì nhỉ? Là của cái tổ chức Confirm Board ấy, thì lại thấp hơn so với kỳ vọng. Nhưng mà đây là thông thường ấy, thì nó sẽ có cái sự tương đồng nha. Tức là của cái thằng Chicago phim trên mà tốt ấy, thì đến lượt cái thằng Consumer Confidence công bố ấy, thông thường là cũng sẽ tốt. Thông thường thôi nha, chứ không phải lúc nào đúng. Như tháng này ấy, là không có đúng. Đấy, thì đó là một cái cách mà chúng ta có thể cho phép chúng ta gọi là tiên đoán trước cái dữ liệu, tiên đoán trước được cái dữ liệu kinh tế nó sẽ ra theo hướng là tốt hay là xấu như thế nào. Đấy, thì đó là cái dữ liệu rất là quan trọng đầu tiên mà chúng ta cần phải nắm, đó là Consumer Confidence, niềm tin tiêu dùng. Thông tin tiếp theo đó chính là về cái thị trường việc làm, thì chúng ta biết rằng đó là ADP Non-Farm, đúng không ạ?
ADP là một trong những cái, ADP là tên của một cái công ty chuyên làm về thống kê nha, nó gọi là công ty ADP. Thì ADP là một công ty mà chuyên về làm trong cái thị trường lao động, chuyên điền các cái form khảo sát về các cái dữ liệu của thị trường lao động cho các cái công ty lớn trong kinh tế Hoa Kỳ. Đấy, chính vì trên cái phương diện như vậy cho nên họ mới lại xây dựng thành một cái form, tức là một cái, một một cái dạng giống như là cái của cái cục, của cái Bộ Lao động Hoa Kỳ, của cái Bộ Lao động Hoa Kỳ, trong cái báo cáo gọi là non-farm payroll, là cái báo cáo quan trọng nhất hàng tháng này. Đấy, thì ở đây nó chỉ có thống kê cái con số, gọi là cái con số việc làm ròng được tạo ra mà thôi, việc làm ròng được tạo ra mà thôi. Thì trong cái báo cáo non-farm ấy, chúng ta cũng có cái gì, có cái con số non-farm unemployment trend. Non-farm unemployment trend, mọi người có hình dung không ạ? Đấy, nghĩa là gì? Nghĩa là nhìn vào cái dữ liệu của non-farm này á, à, của ADP này á, để người ta tiên đoán ra cái dữ liệu của non-farm này. Khi mà có cái sự khác biệt rất là lớn thì thông thường sẽ gây sốc với thị trường. Mình lấy ví dụ như này, vào ngày mùng 1 thì đấy nhá, mùng 1 tháng 2 ADP đưa ra rằng là gì ạ? Tháng 1 nền kinh tế Mỹ chỉ tạo ra có 106.000 việc làm thôi, rất là thấp. Nhưng mà rất bất ngờ khi mà đến Bộ Lao động Mỹ công bố á, thì nó lại ra đến tận 517.000 việc làm. Như vậy là khi mà thị trường nhìn vào cái tin ADP này á, thì mọi người đoán rằng là gì nhỉ? Là cái dữ liệu việc làm lao động sẽ rất là yếu. Thế nhưng đây là một điều bất ngờ, một điều rất là bất ngờ, đúng không ạ? Đấy, thì thị trường sẽ bị sốc. Đối với nhìn này chúng ta sẽ biết là sốc. Đấy, và khi nhìn dữ liệu này thì chúng ta có thể sẽ mô phỏng hay đoán ra cái con số sẽ gây sốc đối với thị trường. Nghĩa là như nào ạ? Nếu khi non-farm, à, khi ADP ra 106.000 này nha, thì cái con số non-farm này này mà cũng ra ở cái con số, ví dụ khi thị trường ra ADP ra 106.000, thấp hơn so với kỳ vọng rất là nhiều, 176, đồng đô la Mỹ giảm mạnh, đúng không ạ? Đồng đô la Mỹ giảm mạnh. Thì nếu như đến cái thời điểm cái báo cáo non-farm này được công bố này, mà cái con số non-farm ở đây á, nó cũng chỉ xem khoảng 106 á, thì mặc dù thấp hơn so với cái dự đoán kỳ vọng 193, thì nhiều khả năng đồng đô la Mỹ cũng sẽ không giảm hơn nữa. Tại vì sao? Tại vì nó đã được trả giá ở cái tin ADP phía bên trên rồi. Đấy, nhưng mọi kịch bản nếu như mà nó bị chênh so với cái con số này rất là nhiều á, cũng muốn đồng đô la Mỹ giảm hơn nữa thì con số phải thấp hơn 106 thì rất là nhiều. Đấy, còn nếu như mà không muốn nó không giảm hơn nữa, thì nếu như mà có một cái sự bất ngờ cao hơn con số 106 này tương đối đáng kể, thì có thể là đồng đô la Mỹ sẽ quay trở lại cái xu hướng tăng, mặc dù là vẫn thấp hơn cái con số dự đoán này. Đấy, thì có một cái cách để cho mọi người có thể đoán ra con số nào sẽ gây sốc đối với thị trường ấy, thì chúng ta sử dụng cái thống kê về cái độ lệch chuẩn bằng cái trang QF ở đây. Mọi người có thể biết rằng là bằng cái trang tính toán về cái độ lệch chuẩn ở đây, bằng cái cách nhập vào 12 cái kỳ gần nhất của cái dữ liệu việc làm, nếu như mà cái độ lệch chuẩn, cái con số mà thống kê ấy, mà nó ra gọi là lệch hơn khoảng 1,5 đến 2 lần ấy, thì thông thường nó sẽ gây ra cái sự biến động rất là lớn đối với cái thị trường, rất là lớn thị trường. Chúng ta quay trở lại cái dữ liệu non-farm ở đây nha. Vào labor market này, nhập các cái dữ liệu của nó vào non-farm payroll. Rồi. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ nhập nha, nhập hết các cái con số có ở trên cái đây là cái thời kỳ khoảng chừng 12 tháng. Chúng sẽ nhập vào 904 này, 414 này. Đây là cái cách để cho mọi người sử dụng cái, để trước khi tin ra mọi người ước đoán, nếu như tin ra có cái giá trị lớn hơn con số nào hay nhỏ hơn con số nào á, thì thị trường sẽ gây sốc rất là lớn như vậy. Cũng là một cái cách để cho mọi người dự đoán luôn nhá. Chúng ta sẽ nhập 904 này, 414254 này.
có ai đó vừa vào đấy, mình chỉ nhập đến cái chỗ này thôi nha. Thì mọi người nhìn thế này, như này dựa trên cái dữ liệu đàn farm cái tháng 1 vừa rồi là con số rất là sốc, 570.000, chúng ta bỏ ngoài để lát tôi phân tích. Dựa vào cái dữ liệu mình giả sử như là nó chưa có con số 57 này này, thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là gì ạ, dựa trên những cái thống kê trong cái 12 tháng gần nhất á, thì chúng ta cái độ lệch chuẩn nó khoảng 186.000, như vậy nhân đôi nó lên á, thì đâu đó loanh quanh là nó sẽ thành khoảng bao nhiêu ạ? Khoảng 190 là khoảng 380.000 đi, đúng không ạ? 380.000 cộng trừ tầm đó, hoặc là bao nhiêu ạ? 1,5 lần mà. Đấy, thì mọi người nhìn thấy rằng là nếu như mà cái dữ liệu vừa làm mà ra đâu đó loanh quanh trên khoảng 360.000 á, 380.000 á, thì sẽ gây sốc thị trường rất là lớn, và thực tế thì nó ra đến tận bao nhiêu ạ? 517.000. Thành ra là cái tin đan farm này á, định hình luôn một cái xu hướng của đồng đô mới. Chúng ta biết rằng là từ sau cái báo đan farm là đồng đô la Mỹ đi lên luôn, đảo chiều xu hướng luôn, kể từ cái thời điểm đan farm được công bố. Mọi người hình dung đây chính là cái thời điểm mà tin đan farm được công bố đó, ngày mùng 2 đó. Đó. Đâu rồi, cái đây, ngày mùng 3 đan farm được công bố, cũng chính là cái thời điểm mà chúng ta thấy rằng là gì ạ? Kể từ đó giờ định hình luôn một cái xu hướng mới của đồng đô. Và nếu anh chị em theo dõi cái bản tin cập nhật mình thì biết rồi, đúng không ạ? Sau cái báo đan farm đó mình có nói rằng là gì? Có thể cái tin đó là một cái tin đủ lớn để định hình đảo chiều cái xu hướng giảm giá của đồng đô la Mỹ. Và thực tế từ đó cho đến ngày hôm nay ấy, với cái dữ liệu 517.000 được làm ấy, vượt quá hơn cả 2 lần so với lại cái độ lệch chuẩn nó, thì chúng ta thấy rằng là gì nhỉ? Cái thị trường gọi là bị tác động rất là nhiều bởi cái tin này. Đấy, thì bằng cái việc sử dụng cái thống kê cái độ lệch chuẩn ở đây á, nó cho phép chúng ta biết được rằng là những cái tin tức nào có thể giúp định hình những cái xu hướng lớn trên cái thị trường với những cái tin mà có những cái số liệu gọi là cực đại cực tiểu như vậy. Đấy, đây là một cái cách khác mà mình có thể sử dụng để trước cái tin mình có những cái phỏng đoán nha. Tương tự như vậy chúng ta có thể áp dụng vào cái phỏng đoán cái đan farm trong cái kỳ cái tháng tới đây. Chúng ta sẽ biết là cái con số mà chúng ta tính nó sẽ ra là bao nhiêu ạ? Chúng ta thêm vào cái con số 517 thôi. Đây là một cái con số lớn hơn, 180 nha. Hai lần nó khoảng 360. Sẽ là bây giờ nó đã có cái dự đoán cho cái kỳ đan farm tiếp theo chưa? Nếu như một cái con số nào đó mà vượt quá 360.000 á, nó sẽ tạo ra một cái sự biến động khủng khiếp trên thị trường. Hiện tại thì vẫn chưa có dự đoán nha. Chúng ta phải chờ thôi, chưa có thì chúng ta phải chờ thôi. TradingView á, thì đang dự đoán là bao nhiêu ạ? 210.000. Và cái các cái nhà kinh tế á, thì loanh quanh khoảng 200.000 nha. 200.000. Đấy, như vậy một cái con số nào đó mà 360.000 á, thì có thể nó sẽ gây sốc và tiếp tục là làm cho đồng đô la Mỹ theo cái chiều hướng sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong cái thời gian tới nữa nha. Rồi, nhân tiện nói về đan farm á, thì chúng ta biết rằng đây là bài gì ạ? Đây là một cái bộ, đây là một cái, thì chúng ta biết là mỗi một tháng á, thì cái khảo sát của cái văn phòng thống kê, cái văn phòng thống kê của Bộ Lao động Hoa Kỳ, nó sẽ thực hiện khảo sát trên 145.000 việc làm. 145.000 việc làm, và nó đại diện cho 577.000 nơi làm việc. Đấy, có những cái bạn mà cứ vào về sau cho nên là mình liên tục thoát ra thoát vào. Đấy, đại diện cho khoảng 577.000 nơi làm việc để cung cấp cái dữ liệu chi tiết của việc làm, số giờ việc làm cũng như là thu nhập. Như vậy chúng ta biết rằng là báo cáo đan farm là gì ạ? Là một cái báo cáo mà gồm nhiều dữ liệu, ba cái dữ liệu được công bố cùng một lúc, đúng không ạ? Cái mức thu nhập bình quân thêm giờ này, số lượng việc làm dòng tạo ra này, cái tỷ lệ thất nghiệp. Như vậy hai con số ở đây á, thì mọi người đã thấy rằng là có thể dự đoán được rồi, đúng không ạ? Tỷ lệ thất nghiệp thì dựa vào cái con số unemployment claim như mình vừa nói lúc ban đầu, đúng không ạ? Dựa trên cái biểu đồ lúc ban đầu mình nói đấy. Còn hai ấy là cái báo cáo, cái dữ liệu đan farm á, thì chúng ta có thể phỏng đoán thông qua cái dữ liệu của cái công ty ADP ở đây, đúng không ạ? Chỉ có cái mức thu nhập bình quân theo giờ này thôi, thì là một cái dữ liệu khá là mới đối với các đàn farm này. Thì bảng lương phi nông nghiệp nó được xem là mẹ của tất cả các cái, tức là một cái báo cáo gọi là mang cái tính tổng quát nhất của tất cả các cái loại dữ liệu khác trong cái kinh tế Hoa Kỳ. Lý do là cái dữ liệu này nó mang tính rất là kịp thời, cũng rất là chính xác, khảo sát một cái số lượng rất là lớn, 145.000 doanh nghiệp, đúng không ạ? Rất là lớn. Đấy, cho nên rằng là đây là một trong những cái báo cáo mà có tác động lớn nhất trên cái thị trường ngoại hối, và chúng ta cần
phải chú ý hết cả ba cái con số này. Chú ý hết cả ba cái con số này. Thì mình có đọc được đâu đó một cái thống kê cũng rất là thú vị nữa, đó là gì ạ? Nếu như cái con số ước đoán, con số thực tế mà chênh lệch so với lại cái con số ước đoán khoảng trên 72.000 việc làm á, thì thông thường nó sẽ gây ra những cái biến động rất là lớn trên các cặp tiền trong vòng 5 phút. Đối với UZI nó sẽ tạo ra khoảng đầu đó là 66 pip. Còn đối với chỉ số S&P trong vòng 5 phút nó sẽ tạo ra khoảng 11 điểm biến động. 11 điểm biến động nha. Thì đó là một trong những cái thống kê khác nữa mà chúng ta cũng có thể lưu tâm đến cái này. Những cái... Rồi. Kéo lại lịch sử đi. À, kéo lại từ trên xuống dưới đó đi. Đấy. Những cái cuộc họp của FOMC hôm nay thì chúng ta sẽ không có nói. CPI Conference xong rồi này. ADP xong rồi này. Các cái chỉ số ISM. Đây là một trong những cái dữ liệu thuộc về cái môi trường kinh doanh. Thì chúng ta biết rằng ISM á, là có hai cái ấn bản của ISM phổ biến. Một là cái manufacturing. Hai là cái service. Tức là manufacturing thì đại diện cho cái lĩnh vực gọi là sản xuất. Và service thì đại diện cho cái lĩnh vực dịch vụ. Thì đây là hai cái trong số những cái dữ liệu cũng gọi là sớm nhất được công bố vào đầu tháng. Chúng ta thấy rằng manufacturing sản xuất thì công bố ngay đến ngày mùng 1. Mà service thì công bố ngay từ cái ngày mùng 3. Đúng ạ, một cái đầu tuần và một cái cuối tuần thôi. Thành ra đây là cái dữ liệu rất là kịp thời để nó đánh giá cái môi trường kinh tế. Thì ISM... Một trong những cái cách đọc ISM này đó là chúng ta phải so sánh nó với lại cái mốc 50. Cái mốc 50. Cứ trên 50 á, thì có nghĩa rằng là cái ngành đó hay cái lĩnh vực đó nó đang mở rộng. Còn dưới 50 á, thì nó hàm ý rằng cái ngành đó hay cái lĩnh vực đó nó đang thu hẹp. Nó đang thu hẹp. Đấy, thì mặc dù rằng là nền kinh tế Mỹ thì cái nhóm dịch vụ nó chiếm cái tỷ trọng lớn trong cái GDP. Trong cái tổng thể GDP. Nhưng tuy nhiên thì người ta nhìn cả vào cái manufacturing và cái service này có cái tầm quan trọng như nhau, chứ người ta không có thiên về nghiêng hẳn về dịch vụ hay là cái lĩnh vực sản xuất đâu. Đấy, người ta không có thiên về hẳn cái nào nha. Lý do cái này rất là quan trọng là tại vì sao? Chúng ta nhìn vào một cái biểu đồ ở chỗ này chúng ta sẽ thấy nha. Chúng ta sẽ lấy một cái biểu đồ trên TradingView này đi. Vào cái business. Compound. Some related lại có hay không? Đây, bây giờ chúng ta lấy cái đây là cái tổng thể nha, tức là nó gộp chung cả cái service và cái manufacturing vào làm một rồi. Nhưng chi tiết ra thì mọi người có thể chia ra thành hai cái. Đấy, tại sao cái này lại quan trọng thì mọi người có thể compare chart nó với lại cái chỉ số S&P 500 để biết được rằng là cái này nó cũng giống như là một cái chỉ báo dẫn dắt cho cái thị trường chứng khoán. United States pitch stock market. Đấy. Thì mọi người có thể nhìn thấy trong quá khứ đúng không ạ? Đấy, nhiều năm hơn nữa đi. À, dữ liệu đây thì lại chỉ có được đến từ cái 2015 mà thôi. Đấy. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy có một cái sự tương quan. Và cái PMI này á, thông thường nó đi trước cái thị trường chứng khoán đúng không ạ? Mọi người có thể nhìn trước cái kỳ mà COVID-2020 đấy, đúng không? Chúng ta nhìn thấy PMI sụt. Sụt đến đây rồi, bắt đầu sau đó chứng khoán mới lại sụt. Đúng không ạ? Hay là cái kỳ suy thoái của cái kỳ giảm giá của thị trường chứng khoán năm 2022 ấy, chúng ta cũng nhận thấy cái điều đó đúng không ạ? PMI liên tục rớt xuống. Tất nhiên trong những cái tháng gần đây bắt đầu có những cái sự phục hồi rồi. Nhưng mà trước đó thì nó liên tục nó rớt xuống. Và kèm theo cái sự rớt xuống đó thì chúng ta cũng thấy rằng là gì nhỉ? Thị trường chứng khoán, cái đường màu đen á, liên tục rớt xuống. Nó có sự cái tương quan rất là chặt, đúng không ạ? Tương quan rất là chặt. Chúng ta có thể sử dụng cái service PMI này để nhìn được cái dữ liệu lịch sử, nó có thể sẽ có nhiều hơn nha. Chúng ta zoom lại chút. Thì cái dữ liệu compound tổng hợp vào thì có thể là người ta mới chỉ tổng hợp từ 25 thôi.
nhỉ, cũng không có, không có dữ liệu, không có dữ liệu. Nhưng về cơ bản thì chúng ta nhìn thấy rằng là gì nhỉ, nó giống như là một cái chỉ báo dẫn dắt sớm cho cái thị trường chứng khoán, đúng không ạ? Khi mà cái này cứ liên tục rớt xuống thì nó là một cái tín hiệu cảnh báo rất sớm có thể chứng khoán sẽ tạo đỉnh. Hiện tại thì chúng ta nhận thấy rằng là gì nhỉ, đấy, nó có cái dấu hiệu phục hồi. Thành ra là chứng khoán chúng ta thấy rằng là bước sang năm 2023 cũng có những cái sự duy trì đi lên, và tuy nhiên hoàn toàn có thể nó sẽ quay trở lại cái xuống giảm trong thời gian tới nếu như mà Fed thật sự vẫn tiếp tục duy trì cái chính sách thắt chặt lâu hơn nữa nha. Thôi cái câu chuyện đó chúng ta không có nói. ESM này, Nan Farm này, hai cái ESM nói rồi này, các cái phát biểu bỏ qua, các cái phát biểu chúng ta bỏ qua, chúng ta nhắm vào những cái tin tức định lượng thôi. Cái niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan cũng vừa mới nói rồi. Đấy, CPI, bắt đầu nói về CPI là thuộc cái dữ liệu thuộc về cái lạm phát. Đây là một trong những cái nhóm dữ liệu mà đang gọi là chi phối thị trường nhiều nhất, đang chi phối thị trường nhiều nhất. Thì lạm phát nó được đo, thông thường nó được thống kê thông qua ba cái dữ liệu chính. Một đó chính là CPI. CPI là cái thước đo cái giá cả hàng hóa ở cái nhóm thành thị. Ở cái nhóm thành thị, core CPI ấy, thì nó ở nhóm thành thị nhưng mà loại đi cái năng lượng và thực phẩm. Năng lượng và thực phẩm. Đấy, ở cái phương diện của người tiêu dùng nha. Đấy, ngoài cái thước đo ở phương diện người tiêu dùng, người ta còn đo CPI ở cái phương diện người sản xuất, gọi là PPI. Đấy, có nghĩa là cái nguyên liệu đầu vào của cái người sản xuất ấy. Đấy, thì cũng chia ra loại bỏ năng lượng thực phẩm thì chúng ta có core PPI. Thì đây là hai cái thước đo mà đánh giá lạm phát tổng thể. Lạm phát tổng thể. Nhưng mà Fed thì, tức là Cục Dự trữ Liên bang thì họ quan tâm nhiều hơn đến một cái thước đo khác để đo lạm phát. Đó chính là gì ạ? Là PCE. À, PCE đây này. Đấy, PCE thì viết tắt của ý chứ gọi là Personal Consumer Expenditure, chi tiêu dùng cá nhân. Thì cái chi tiêu dùng cá nhân này ấy, là nó thống kê cả khu vực thành thị và nông thôn. Thành ra nó có tính bao quát hơn. Đấy, và người ta Fed thì rất muốn nhìn vào cái con số core PCE, tức là loại đi cái chi tiêu dùng của hộ gia đình không tính ở thành thị, không kể thành thị, bất kể là thành thị hay là nông thôn, trừ đi cái năng lượng và cái thực phẩm. Thì người ta tính vào cái core PCE này. Đấy. Thì hôm vừa rồi chúng ta thấy rằng là core PCE tăng rất là mạnh, tăng mạnh hơn kỳ trước và cũng mạnh hơn dự đoán, cho thấy lạm phát quay trở lại cái xuống tăng. Và cũng kể từ cái lúc đó chúng ta thấy rằng đồng đô la Mỹ đang quay trở lại cái xuống tăng rất là nhiều. Thì đây là ba cái thước đo về lạm phát. PCE là cái thước đo mà Fed nhìn vào nhiều nhất, nhưng tuy nhiên nó lại có cái độ trễ, tức công bố muộn hơn so với lại cái hai cái phía bên trên. Chúng ta có thể click vào chi tiết chúng ta sẽ nhìn thấy nha. Đây này, 30 day Manen, tức là cũng công bố hàng tháng, nhưng mà sau khi kết thúc tháng khoảng 30 ngày. Thì cái trên cũng như vậy, nhưng công bố sớm hơn, đúng không? Chúng ta nhìn vào CPI đây này. Cái này là year rồi nha. CPI này là tháng này này. Cũng công bố hàng tháng, nhưng mà chỉ có 16 ngày khi kết thúc tháng mà thôi. Như vậy công bố sớm hơn cái kia khoảng nửa tháng, đúng không ạ? Đấy, thành ra là chúng ta cũng có thể nhìn vào cái thằng CPI này này, đặc biệt là cái core CPI này này, để đoán cái core PCE, để đoán core PCE. Thông thường nó sẽ có những cái sự tương đồng lẫn nhau nha, nó có sự tương đồng lẫn nhau. Tất nhiên tháng vừa rồi là cũng là một tháng cá biệt, rất nhiều các cái dữ liệu đan xen lẫn lộn. Mặc dù là cùng một phương diện đo về một thứ rồi, nhưng mà lại có cái sự đan xen lẫn lộn. Thí dụ như ADP thì giá có 106, nhưng Nan Farm thì giá 517, đúng không ạ? Niềm tin tiêu dùng của cái Chicago ấy, tăng lên 66, thế nhưng mà của cái Conference Board ấy, thì lại giảm từ 108 xuống 102, toàn đi ngược nhau, đúng không ạ? Tiếp tục đến PCE cũng như vậy, core PCI CPI ấy, thì chỉ có 0.4 thôi, bằng với lại dự đoán, đúng không ạ? Thế nhưng mà core PCE ấy, thì lại lên tận 0.6. Thế ra tháng vừa rồi không có cái sự, có cái quy luật gọi là cái tính tương quan trong cái tháng vừa rồi gần như không được duy trì nhiều, đúng không? Nhưng trong quá khứ thì thông thường là nó hay duy trì nhiều. Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là nếu như core CPI này mà cao á, thì thông thường cái core PCE này cũng sẽ cao. Mọi người nhớ quy tắc này nha, thường là như thế nha. Đấy. Còn nếu như mà core PCI, core CPI phía bên trên này mà thấp á, thì thông thường cái phía bên dưới này cũng sẽ thấp. Đấy, nhưng tháng vừa rồi là một cái tháng mà chúng ta thấy rằng là các cái quy luật không, cái quy luật thường thấy đó nó không còn đúng, không còn đúng nữa. Nhưng thường trong thường thường là nó sẽ đúng nha, mọi người hết sức lưu ý cái điểm đó. Chúng ta xem hình như đồng DXY đang có dấu hiệu giảm trở lại.
Bỏ qua đi, chúng tập trung tiếp vào buổi này. Đó là các cái dữ liệu về đo lạm phát. Ngoài ra chúng ta tiếp tục có các cái dữ liệu liên quan đến cái môi trường kinh doanh. Đó là gì ạ? Doanh số bán lẻ. Doanh số bán lẻ cũng là một trong những cái chỉ tiêu rất là quan trọng mà người ta nhìn vào để đánh giá cái sức khỏe của nền kinh tế. Đúng không ạ? Doanh số bán lẻ nó tăng thì đương nhiên rằng là gì nhỉ? Nó thể hiện rằng là kinh tế cũng sẽ khỏe rồi. Đúng không ạ? Còn nếu như mà doanh số bán lẻ yếu thì nó cũng cho thấy cái sự suy yếu tương ứng trong cái nền kinh tế. Đúng không? Cái sự suy yếu tương ứng trong cái nền kinh tế. Và doanh số bán lẻ thì chúng ta biết rằng đây là một trong những cái chỉ báo mà gọi là gì nhỉ? Gọi là một cái dữ liệu kinh tế mà ý là nó được coi như giống như là một cái thước đo cho cái sức khỏe của cái chi tiêu dùng hay là cái niềm tin của cái người tiêu dùng ấy. Thì chúng ta biết rằng đây là một trong những cái dữ liệu được công bố bởi Cục Điều tra về Dân số Hoa Kỳ, đúng không? Họ khảo sát sớm về cái dịch vụ thực phẩm và thương mại hàng hóa bán lẻ để đưa ra một cái ước tính sớm về cái doanh số hàng tháng, đúng không? Theo các cái loại hình kinh doanh bán lẻ, dịch vụ hay là thực phẩm ở Hoa Kỳ. Thì mỗi một tháng cái nhóm này là họ sẽ cái dữ liệu này là họ sẽ đưa ra một cái bảng câu hỏi và gửi đến khoảng 5.000 cái công ty họ sử dụng lao động được khảo sát, để họ khảo sát đấy. Và chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng là cái doanh số bán lẻ này á, thì nó đã loại trừ cái doanh số bán ô tô nha, cũng như là bán xăng dầu, nó loại đi hai cái đó đấy. Cho nên chúng ta phải lưu ý cái điểm đó nha, chứ không có bao gồm cái doanh số bán ô tô ấy, nó được công bố trong cái dữ liệu gọi là cái doanh số bán hàng hóa lâu bền nha. Như ở phía bên dưới này chúng ta thấy có này, vừa mới công bố hôm vừa rồi đấy, đây này, trong cái durable good order này này, thì cái doanh số bán ô tô nó nằm ở đây nha, chứ nó lại không nằm ở cái retail sale này kia đâu. Thì thông thường cái cách đọc về retail sale thì tương đối là dễ, đó là gì ạ? Retail sale mà càng mạnh hơn so với cái kỳ vọng á, thì càng tốt cho cái đồng đô la Mỹ. Và thông thường ngược lại, nếu như mà nó yếu thì cũng là yếu cho cái đồng đô la Mỹ nha. Đó. Core PPI nói rồi. Plus PMI. Surface PMI. PMI này thì cũng tương tự như vậy thôi. Cái cách đọc cũng giống như là cái phía bên trên mình mà nói. Là so nó với lại cái lĩnh vực dịch vụ. Thì Flash PMI này là cái công bố gọi là cái ấn bản đầu tiên. Có hai version mà. Đấy. Flash là cái đầu tiên và cái Final PMI là cái ấn bản cuối cùng. Thì thông thường cái cách nói chung đối với các cái tin tức về PMI á, là chúng ta đều so sánh nó với mốc 50 này nha. Trên 50 nghĩa là tốt, dưới 50 á, không phải là tốt, mà trên 50 có nghĩa là kinh tế đang mở rộng và hàm ý do là tăng trưởng kinh tế. Đấy. Còn tốt hay xấu chúng ta phải đặt trong cái môi trường Fed đang nghiêng cái chính sách vậy là như nào thì chúng ta mới nói nó tốt hay là xấu. Nhưng cái cách đọc chung ấy là chúng ta phải so sánh nó với cái mốc 50 này nha. PCE nói rồi. Một số các cái chỉ báo thuộc cái thị trường nhà nữa chúng ta cũng cần phải hết sức là chú ý. Thí dụ như là gì ạ? Cái doanh số nhà chờ bán. Doanh số nhà chờ bán. Rồi thì xin lỗi nha, đây là cái doanh số bán nhà mới. Còn đây mới là cái doanh số nhà chờ bán nha. Ngoài ra thì còn trong cái thị trường nhà chúng ta còn thêm các cái chỉ báo khác nữa. Thí dụ như là cái building permit là cái số lượng, cái đơn cấp phép xây nhà mới. Building permit không biết ở đây nhỉ. Hai, housing start là cái nhà, số lượng nhà xây mới. Còn cái building permit là cái giấy cấp phép. Thì đây là những cái dữ liệu đều thuộc cái thị trường nhà. Đấy, thì thông thường đây thì nó được đánh giá là cái tin màu vàng. Thời điểm này nó được đánh giá màu vàng thôi, nhưng có những thời điểm khác nếu như người ta tập trung nhiều vào thị trường nhà
thì nó có thể sẽ được tích cái dấu màu đỏ khác nha. Đấy, thì đây là hai cái chỉ báo, còn là chỉ báo sớm. Tại vì sao lại là sớm? Tại vì chúng ta biết rằng là trước khi mà khởi công xây dựng được một cái nhà thì nó phải có giấy phép trước, đúng không ạ? Giấy phép trước. Và khi mà một cái ngôi nhà đã được xây dựng cất rồi á, thì sao nhỉ? Nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng, tạo ra ví dụ như là các cái nhóm ngành vật liệu cũng có thể lên theo, hay là cái tạo ra các cái việc làm khác cũng sẽ lên theo. Thế nên đây là một cái chỉ báo mà cái cách đọc cũng rất là dễ thôi. Đó là gì ạ? Nếu như mà tốt hơn so với cái kỳ vọng thì cơ bản là cái hướng đi của đồng đô la Mỹ là theo chiều hướng đi lên. Còn ngược lại, nếu như mà nó thấp hơn so với kỳ vọng thì cơ bản theo chiều hướng đi xuống. Nhưng mà thông thường người ta sẽ nhìn vào những cái con số này để đoán ra các cái dữ liệu của các cái con số khác. Đấy. Một cái chỉ báo nữa thuộc về cái môi trường kinh doanh đó là gì ạ? Đó là cái GDP. Đấy là một trong những cái chỉ báo quan trọng nhất. Đúng không ạ? Thì GDP của Mỹ thì nó được công bố theo quý. Một số các cái quốc gia khác thì nó lại công bố theo tháng. Thí dụ Canada là công bố theo tháng. Nhưng của Mỹ thì là công bố theo quý. Đấy. Thế thì về cơ bản GDP này á, chúng ta biết rằng đây là gọi là tổng sản phẩm quốc nội, tức là toàn bộ các cái sản phẩm dịch vụ mà sản xuất ra trong cái nền kinh tế, đúng không ạ? Thì nó công bố được theo ba cái ấn bản. Chúng ta biết rằng GDP nó công bố theo ba ấn bản. Cái con số đầu tiên người ta gọi là cái prelim GDP, có nghĩa rằng là GDP sơ bộ. Đấy, sau đó thì đến cái phiên bản thứ hai ấy, người ta gọi là xin lỗi nha. Prelim GDP, GDP sơ bộ, tức là cái lần hiệu chỉnh đầu tiên. Còn cái con số trước cái prelim này á, là cái con số advanced. Advanced có nghĩa rằng là cái GDP gọi là lần đầu công bố. Cái là dữ liệu thô, đúng không ạ? Và sau khi họ hiệu chỉnh cách đó một tháng thì họ sẽ hiệu chỉnh và đưa ra con số prelim này. Và sau cái prelim thì họ mới chốt lại là lần thứ ba là final GDP. Thì thông thường trong ba con số này đều là GDP của quý hết thôi, nhưng người ta sẽ chỉ tập trung vào cái advanced GDP là cái GDP của tháng này mà thôi. Đấy, còn những cái con số khác chỉ là các con số hiệu chỉnh, thông thường nó không gây ra nhiều biến động nha. Đấy. G-meeting, những cái buổi họp chúng ta sẽ không có nói đến. ISM PMI thì giống như là ISM Service PMI phía bên trên mà thôi. Đó, thì về cơ bản, các cái dữ liệu của kinh tế Hoa Kỳ nó cứ tháng này qua tháng nọ, nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Một số, có rất nhiều cái tin tức, còn một số các cái tin tức khác chúng ta sẽ không quan tâm quá nhiều, cái tính tác động của nó đến thị trường thì cũng ít thôi. Thì về cơ bản, ngày hôm nay chúng ta đi qua, điểm qua những cái tin tức rất là chính của kinh tế Mỹ như vậy. Của kinh tế Mỹ như vậy. Cái cách đọc kinh tế Mỹ hay đoán cái dữ liệu của kinh tế Mỹ là gì ạ? Chúng ta dựa vào những cái dữ liệu được công bố gần đây để đoán ra cái dữ liệu tiếp theo được công bố nó có khả năng sẽ như thế nào, khả năng sẽ như nào. Có một cái cách mà chúng ta có thể, cái cách để giao dịch theo với lại cái tin này á, đó là gì ạ? Thí dụ như mình nói, thí dụ như với Nan Farm đi nha, là chúng ta nhìn vào cái Nan Farm Payroll này. Đấy, thì thay vì nhìn trên Forex Factory, nhìn vào cái con số forecast ở đây này, đừng chỉ nhìn mỗi cái forecast ở đây nhá. Đấy, chúng ta nhìn vào cái dự đoán của cái trang Trading Economics này này. Đấy. Thí dụ như mình nói như là cái ngày mùng 10 tháng 3 tới đây nó sẽ có Nan Farm ấy. Thì cái tháng trước là 570.000 rồi. Nhưng tháng này á thì nhìn chung là các cái kinh tế gia họ dự đoán là khoảng 200.000. Nhưng riêng trang Trading Economics này ấy, thì nó đưa ra cái dự đoán là khoảng 210.000. Đấy. Như vậy khi con số thực tế này được công bố này, bất cứ một cái con số nào mà vượt quá cả hai cái ước đoán này á thì đều bullish cho đô nha. Đều bullish cho đô nha. Còn ngược lại, nếu như lại đều thấp hơn so với lại hai con số này á thì sẽ bearish cho đô. Nhưng cái cách giao dịch đó là như thế nào? Chúng ta sẽ đánh dấu cái mức giá gọi là trước tin được công bố. Mình lấy quay trở lại cái thời điểm Nan Farm trước đây nó công bố đi. Ai đó đến bây giờ bắt đầu mới vào trong nhóm. Events. Đấy, cặp tiền Euro USD cho dễ nói nha.
đây là tin gì đây? Đây là tin CPI. Như vậy chúng ta kéo trước nữa đi, đây là tin gì đây? Ngày mùng 3 tháng 2 mà nhỉ, thì chúng ta cứ mở cái bureau ngày ra đi để xem cái ngày tin tức công bố đó xem nào. Đây rồi, nó lanh quanh chỗ này. Replay lại. Mạng chậm quá. Mở xuống cái time frame thấp hơn. Khả năng là chuyện tin này quá. Đây rồi, đây chính là cái tin ăn pha mới rồi. Đấy, thì là cái cây nến này là cây nến new đúng không? Chúng ta replay lại một lần nữa. Quay trở về hẳn đây nha. Mở xuống những cái time frame thấp hơn. Mở 5 phút thôi. Thì nó quá khác biệt và nó không có cái hiện tượng quét dầu như vậy. Và chạy một lèo thì rất là khó giao dịch. Đấy, nhưng thông thường á, là nó sẽ có cái hiện tượng quét dầu. Quét dầu có nghĩa là gì ạ? Đây là cái thời điểm mà tin tức công bố đúng không ạ? Thì chúng ta đánh dấu lại cái mức giá mà nó được trước khi tin tức được công bố này. Chúng ta đánh dấu lại như này nha. Chọn regular, tức là tại cái mức giá 1.0923 là trước khi tin được công bố đóng của cây nến xanh trước đó này này. Của cây nến xanh trước đó này này. Đấy. Thì thông thường á, là trước khi tin nó bị được công bố ra, nó sẽ có cái hiện tượng là fake move, tức là cái dịch chuyển ảo. Cái dịch chuyển ảo. Thì thông thường là như này, khi giá nó spy up lên này, mọi người nhìn phần dấu nến, rất nhiều cái dấu nến này thì khá là nhỏ. Nó spy up lên như này. Đấy. Thì giờ này dấu lại cái mức giá này đúng không ạ? Thì ngay khi mà giá rút chân, quay đầu đảo ngược về lại cái mức giá mà trước khi tin công bố này, chúng ta gọi là cái điểm pivot nha. Thì đó là cái lúc mà chúng ta kích hoạt cái việc để bán xuống. Có nghĩa là trước khi tin được công bố hay khi tin vừa được công bố ra, giá đẩy lên mạnh một cái. Xong sau đó ấy, thì rút xuống như này. Và khi nó rút đến được cái phần mà giá mở cửa này giá, thì đó là cái lúc mà chúng ta có thể tìm cái hướng mà bán vào nha. Tìm cái cách mà bán xuống nha. Đấy, thì đó là cái cách mà giao dịch tin mà thường rất là hay hiệu quả. Mình quan sát thấy rất là hiệu quả. Tuy nhiên trong tình huống này ấy, thì giá cái phần Facebook nó rất là ngắn nha, thì rất là khó cho mọi người có thể giao dịch được. Nhưng mà thông thường trong tình huống á, thông thường nó sẽ tạo ra cái phần dấu nến tương đối là đáng kể nha. Thì với những cái kèo như vậy, chúng ta có thể tham gia cái vị thế được. Ở đây mọi người nhìn thấy rút chân không ạ? Rút chân nhưng mà không có rút được quay trở lại được cái vùng giá mà nó trước khi cái tin ra mở cửa á, thì đó không được gọi là trap, không được gọi là bẫy giá nha. Còn nếu như nó rút lên đủ tầm đó thì chúng ta có thể xem đó là một cái bẫy giá và chúng ta có thể kích hoạt cái vị thế mua lên được. Nhưng trong tình huống này á, thì điều đó không có xảy ra. Nhất là nhìn dữ liệu kinh tế thì mạnh quá như vậy thì chúng ta cũng không nên đi ngược, là chống lại thị trường tại cái thời điểm đó nha.